cầu sắp được chuyển sinh lượng cầu 43 không đều. Rất bình tĩnh. Có mọi người ạ, thực sự Hùng đang quay HD nha. Mọi người yên tâm, nếu mà trực tiếp không quay HD thì mờ quá bây giờ Hùng thực sự chịu anh ấy, Hùng một tưởng không phát được cơ. Đối đầu với cặp đôi Liên Quân Kim Saran của Hàn Quốc, chất lượng màn của Hùng. Rất xin lỗi mọi người ạ. Mới chỉnh nét không được em ơi, đây thuộc về chất lượng hạng rồi. Kinh, kéo thật. Cho Kim Sara, cặp đôi của Kim Sara. Có vẻ các ông pha này rất kiểu hai ghi từ sáng đến giờ không dùng gì giữ để tối nay live phim mọi người cũng xảy ra vấn đề đấy thì hơi buồn một chút. Thủ kia, thủ kia, dã man. Lâm em ơi, thủ nhở, thương các tuyển thủ cho em ơi. Ném cầu rất mỏng, vẫn còn. Ui, tại nhà thi đấu Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Hãy giúp cùng chia sẻ để nhiều người xem hơn nào, để nhiều người được thưởng thức trận đấu này hay hơn nào. Rất khéo léo, đó là pha đánh rất bình tĩnh. Hay quá, ở ngoài sân rất. Vẫn còn kìa, thành khá kinh nhập. Thành thủ à? Hùng đang quay HD rồi, mọi người yên tâm. Không xem được. Cái đầu đó là Kim Sara. Thấy thích nhảy. Xem một khác là mình kìa. What? Ôi, Part 2 Men's Doubles Trung Hoa Đài Bắc đấu với Tenas Adi Haryanto Rian Abusaputro. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin nhỉ. Xiang Yuji, Dia Jinja, Chinese Taipei vs. Chasini Korepang, Quantanok Suzai Prapara, Thailand, Umpire Nguyễn Công Hương Prapara, Thái Lan. Trọng tài chính Nguyễn Công Hương Việt Nam. Trọng tài giao cầu Saiful Bakri Indonesia. Rất mạnh. Rất lì. Yeah. Su Li Wei, Tang Gai Wei, Chinese Taipei vs. Lin Chang Tai, Sheng Ming Hao, Chinese Taipei, Empire, Deepak Tata, Nepal, Servish Just, Nguyễn Phạm Duy Anh, Việt Nam, Kong Wang. Sân số 1. Nội dung đôi nam trận đấu số 16, Su Li Wei, Tang Gai Wei, Trung Hoa, Đài Bắc đấu với Lin Chang Tai, Sang Thái, Sơn Tinh Hào, Trung Hoa, Đài Bắc. Ui! Phát cầu. Ui, vẫn còn kìa, lắc lưới thế mà vẫn chú ý được. Vẫn còn, chưa cần phải bay người luôn, chân kéo dài. Ui! Ba đập kinh dần. Bắt đầu.
Người xem còn căng thẳng thì nói gì là vận động viên, còn tay kìa.
Kim Hắc Lập, anh nhận 29 đi.